Và hiện tại đang là 5 giờ chiều ngày 4 tháng 9 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Trên màn hình quý vị hiện tại là một bộ sập thờ tứ linh bằng chất liệu gỗ vụn có kích thước là chân 20 và một chiếc bàn cơm. Thì bộ sập thờ này có kích thước như sau, là sập thờ là một dài 197, 117 và 107, và bàn cơm là 1m27 và sâu 60. Thì bộ sập thờ chúng tôi là làm theo yêu cầu đơn đặt hàng của anh Ti ở tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đây, trên màn hình là tổng thể của bộ sập thờ đây. Bộ sập thờ này thì được đục chạm tứ linh là long ly quy phượng, giữa có đầu hổ phù, hay còn gọi là sập thờ tứ linh. Đi vào đường nét chi tiết tôi giới thiệu cho mọi người. Thì đây là dạ sập là một đục chạm tứ linh, một bên là phượng, nghề giữa là có đầu hổ phù. Đấy, đục chạm thì là rất là kênh bong. Đây, quý vị có thể thấy độ kênh bong của nó đây, cực kỳ làm hố luôn. Đấy, những cái đuôi này chúng tôi chắp này kênh nên rất là kênh bong. Đây, phần đầu chỉ một kênh hết lên mọi người nhé. Đó là phần dạ sập. Phần trên cổ thì đục chạm rồng trầu mặt nguyệt ở giữa, hai bên là hai con rồng. Về phần chân này thì ở đầu lân chân nghê đấy, đây là đầu lân và cũng được đục chạm rất là đẹp, chạm thủ công. Ở bên dưới là con nghê bò, quý vị có thể thấy con nghê bò. Lướt qua hết một lượt này, tôi sẽ lướt qua vòng quanh cái sập này xem. Đây là phần đốc, phần ngang của chiếc sập thờ gỗ. Đây là ván mặt. Thì còn đây là phía đốc của bên này đây. Ngoài ra thì bộ sản phẩm còn đi kèm một chiếc bàn cơm. Bàn cơm mà cũng mẫu tứ linh. Cũng tương đối là giống với mẫu của chiếc sập này. Đấy, rất là vừa. Có thể đút lọt chiếc sập này khi chúng ta không sử dụng là có thể đút lọt được. Đấy, tôi sẽ quay lại toàn thể chiếc sập cho quý vị xem, cũng như là gửi tới anh đi ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Rất là hoành tráng, rất là đồ sộ hoành tráng, chân 20 nhìn rất là hoành tráng thôi, cực kỳ là vừa vặn và hợp với mọi không gian phòng thờ nhà quý vị. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 51086. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Quý vị có thể xem thêm những sản phẩm có khác tại website đogotung8.com. Video tôi đang quay trong xưởng phun sơn của chúng tôi đây, trong phòng phun sơn. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.